Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến Đức Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân Đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân Đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân Đức Tăng Bảo. Do nhờ ở lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Kính thưa quý vị, theo như lịch trình thì chúng ta học tiếp đến phần pháp quán niệm xứ. Đối với phần pháp quán niệm xứ, nó đòi hỏi chúng ta phải có nhiều kiến thức giáo lý hơn, phải suy tư nhiều hơn. Ví dụ như thay vì chúng ta xem xét đây là tâm tham, đây là tâm sân, thì chúng ta sẽ xem xét đây là tham truyền cái, đây là sân truyền cái. Và cách giải quyết đối với các truyền cái nó cũng sẽ phong phú hơn so với người chỉ thuần quán tâm. Ngày hôm qua đó, sư hướng dẫn quý vị hai phương pháp để đối trị với tham và sân, thì nó thuộc về pháp quán niệm xứ. Tức là thay vì đối với tâm tham thì chúng ta chỉ đơn giản nhìn nhận đây là tâm tham, nhìn nó thấy rõ tam tướng trong nó, rồi từ đó đó bằng niệm và định và cả sự tinh tấn, chúng ta diệt trừ tâm tham. Còn đối với pháp quán niệm xứ thì chúng ta phải nắm rõ các phương pháp để giúp cho chúng ta có thể diệt trừ tâm tham. Ví dụ như quan sát về các bất tịnh tướng, nhờ như vậy đó thì tâm tham sẽ được diệt trừ. Cho nên so với tâm quán niệm xứ thì pháp quán niệm xứ được phong phú hơn. Về tứ niệm xứ thì thân quán niệm xứ thuộc về sắc. Nếu mà đối ứng với ngũ uẩn, chúng ta có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thân quán niệm xứ thì nó thuộc về sắc. Còn cái thọ quán niệm xứ thì thuộc về thọ. Còn tâm quán niệm xứ thì thuộc về thức. Còn pháp quán niệm xứ thuộc về tưởng và hành. Và bây giờ chúng ta qua đến phần trạo hối. Trạo hối, khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ bị trạo cử và hối quá. Trạo cử là sao? Là chúng ta ngồi không có yên, tâm nó cứ lăn xăng. Hoặc là thân của chúng ta nó cũng không có yên. Còn hối quá đó là chúng ta hối hận về những việc quá khứ, về những việc mà mình đã làm hoặc
về những việc mà mình chưa làm. Do đó chúng ta gọi đó là trạo cử, hoặc cũng có thể gọi đó là phóng dật. Bởi vì khi đó tâm của chúng ta không định tĩnh được, chúng ta ngồi thiền không được, chúng ta hành thiền không được, thì khi đó hành giả có thể thực hiện pháp quán niệm xứ là biết đây là phóng dật nè, đây là trạo cử nè, đây là trạo hối nè. Tại sao mà chúng ta lại bị cái pháp này nó trói buộc để gọi là truyền cái? Bởi vì ở trong chú giải nói rằng do chúng ta thường suy tư về nó, chúng ta không khéo suy tư, nghĩa là những cái suy nghĩ miên man nó đến với chúng ta không buông được, mà chúng ta lại chạy theo nó, chúng ta bị rối, chúng ta bị nó làm cho hoảng sợ, chúng ta bị nó làm cho kinh động, từ đó, đó dẫn đến việc là chúng ta không yên. Nhiều hành giả bị cái này, tức là những suy nghĩ lăng xăng nó cứ xuất hiện trong đầu, hoặc là những cái trạo hối do thấy rằng giới của mình không trong sạch. Hồi xưa mình đã phạm vi phạm cái lỗi này, mình đã vi phạm cái lỗi kia, hoặc là lẽ ra hồi xưa mình nên làm, hoặc lẽ ra hồi xưa mình không nên làm. Cho nên do chúng ta suy tư không hợp lý, dẫn đến những phóng dật và trạo hối chưa sanh thì sanh khởi, sanh khởi nó đi đến sự vững mạnh. Một trong những phương pháp mà sư kêu quý vị thực hiện đó chính là gì? Buông. Mình chỉ việc mình buông thôi. Nhưng mà với những người á, định chưa mạnh thì họ buông á, nó khó khăn. Giống như những người á, có những vết bẩn cứng đầu ở trên cơ thể, mà nếu như yếu quá không đủ sức để mà chà thì nó sẽ không có bong ra khỏi cơ thể được. Cho nên ở đây đó, chúng ta có 6 pháp đoạn trừ phóng dật trạo hối, 6 phương pháp. Phương pháp đầu tiên á, là chúng ta cần phải học nhiều hiểu rộng. Là sao? Chúng ta cần phải học giáo lý. Khi chúng ta học nhiều giáo lý á, thì chúng ta sẽ biết mình phải đối trị với phương pháp này như thế nào. Khi chúng ta học nhiều giáo lý á, thì đó chính là thức ăn nuôi dưỡng cho tinh thần của mình. Có những việc mà sau khi chúng ta học giáo lý rồi á, chúng ta sẽ không muốn làm, bởi vì chúng ta hiểu biết hơn về cuộc đời. Chỉ bằng việc nghe thôi, chưa nói đến thực hành. Ví dụ như Đức Thế Tôn nói, có những người á, họ bỏng sẻn, họ không muốn bố thí, nhưng khi nghe nhiều về việc bố thí thì dần á, tâm họ sẽ biết hướng đến bố thí. Những người á, họ chưa giữ giới, nhưng khi nghe nhiều về việc giữ giới họ sẽ có khuynh hướng giữ giới. Chính vì lẽ đó, nhờ chúng ta học đạo, chúng ta nghe nhiều, thì những sự phóng dật và trạo cử hối quá, nhờ như vậy á, nó sẽ biến mất, nó sẽ được khắc phục. Do đâu? Do chúng ta được nuôi dưỡng về tinh thần, tâm của mình được nuôi dưỡng. Và sự nghe nhiều học rộng ở đây á, được tính là chúng ta nghe và học ở trong kinh tạng, tức là chúng ta đi thẳng vào các tạng kinh trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi kèm chú giải. Chứ chúng ta nghe nhiều về những cái thời pháp lẻ
mà không có sự y cứ trên kinh tạng thì nó không mấy hiệu quả. Cái thứ hai là chúng ta phải tập cho mình ham thích học hỏi. Bởi vì khi chúng ta ham học hỏi, bên cạnh việc chúng ta có nhiều kiến thức, chúng ta còn bớt cái thời gian để chúng ta suy nghĩ linh tinh. Chúng ta suy nghĩ linh tinh là bởi vì chúng ta không có việc gì để làm. Đầu óc của chúng ta nó không, nó gọi là nó rảnh quá, nó không có đủ bận rộn. Và ngay cả nếu như chúng ta bận rộn thì cái bận rộn đó cũng là bận rộn trong các dục. Khi chúng ta mãi lo suy nghĩ việc làm ăn, việc nhà, việc cửa, việc vợ, việc chồng, việc con, việc cái, thì những suy nghĩ đó nó sẽ làm cho tâm của chúng ta trở nên yếu đuối. Cho nên khi chúng ta ham thích học hỏi, ở đây là học hỏi điều lành, học hỏi kinh tạng, học hỏi những phương pháp để vun bồi công đức như là bố thí, giữ giới, hành thiền, vân vân. Nhờ như vậy tâm của chúng ta nó sẽ trở nên mát mẻ. Vì chúng ta ham thích học hỏi, nó làm mới tâm của mình. Bởi vì khi tâm của mình đầu óc nó tù túng quá thì nó sẽ suy nghĩ linh tinh, hoặc là nó lăng xăng quá thì nó sẽ mờ đục. Quý vị để ý cái ly nước mà nó cứ trao đi trao lại thì nước sẽ rất là đục. Chỉ khi nào mình để ly nước nó lắng xuống, các cặn của nó mới bắt đầu nó lắng xuống. Nhờ như vậy ly nước nó trong. Một trong những phương pháp mình làm cho nước trong đó là mình vớt bớt những cái rong rêu. Nhờ như vậy thì nước nó cũng sẽ trong. Thành ra việc ham học hỏi nó giúp cho tâm của chúng ta trở nên sạch hơn. Và phương pháp thứ ba là chúng ta cần phải hiểu rành về giới luật. Tại sao như vậy? Vì khi chúng ta hiểu rành về giới luật thì thứ nhất là chúng ta sẽ không phạm giới. Và cái thứ hai, nếu có phạm giới, chúng ta biết ngay và chúng ta đi sám hối. Có những việc quý vị không ngờ là tâm chúng ta bất an là do một cái lỗi nào đó trong quá khứ mà chúng ta chưa chịu giải quyết. Giống như một người phụ nữ mà lỡ ngoại tình trong quá khứ thì lúc nào tâm của họ cũng bất an hết trơn, bởi vì họ chưa giải quyết được cái đó làm cho tâm họ bất an. Mà khi tâm bất an như vậy trải qua một thời gian dài, đôi khi họ quên mất luôn cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc mà tâm họ bất an. Họ chỉ cảm thấy là họ sống trong gia đình nó bất an quá. Rồi mỗi lần đối mặt với chồng họ đều có cảm giác áy náy. Mà lâu rồi đó, thành ra chính họ cũng quên. Cái cảm giác bất an nó vẫn còn, mà cái gốc rễ thì mình lại không giải quyết. Rồi đến khi hành thiền bất an, hành thiền không được. Mình cứ rây rứt, mình chảo hố, mình không biết tại sao mà mình hành thiền không được. Mà khi tâm mình cố gắng định nhiều hơn, mình sôi về quá khứ mới biết, thì ra quá khứ mình đã từng ngoại tình. Hoặc mình sôi về quá khứ, mình mới biết quá khứ mình đã từng làm những cái lỗi này mà mình chưa giải quyết nó, mình chưa sám hối. Mà chính bởi vì những cái tội lỗi quá khứ nó làm cho tâm mình hiện tại bất an. Thành ra tại sao ngày hôm qua sư nói cái lỗi lớn nhất của mình là mình không biết mình lỗi ở chỗ nào. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là chúng ta không biết vấn đề của mình ở chỗ nào.
Chính vì như vậy, chúng ta cần phải học tập về giới luật. Khi học tập về giới luật, mỗi một lần chúng ta chuẩn bị phạm giới, mình đều biết. Nhờ mình biết như vậy, mình sẽ ngăn cản tâm mình khỏi việc phạm giới. Và cái thứ hai là khi chúng ta suy xét về quá khứ, chúng ta mới biết được là chúng ta đã từng phạm lỗi gì để giải quyết nó. Có nhiều người khi hành thiền đi đến trình với thiền sư những lỗi lầm của quá khứ, mà khi trình được rồi đó thì tâm họ sẽ an hơn. Còn khi họ không trình được, tâm họ bất an mà không tìm ra là nó cứ bất an đó nha. Đừng nghĩ là cái lỗi mình làm mình quên đi thì nó sẽ hết. Không, cái bất an nó vẫn còn ở đó cho tới khi nào mình chịu sám hối thì thôi. Cho nên một trong những cái quả báo của việc mình làm ác đó chính là làm cho mình bị cắn rứt lương tâm. Mình bị cắn rứt, ăn năn rây rứt mà không giải quyết nó là không bao giờ hết. Rồi cái thứ tư là gần gũi những vị tinh thông giới luật. Để chi? Để mình hỏi, hồi xưa con đã từng làm cái việc như vậy, hồi xưa con đã từng làm cái nghề như vậy, thì cái nghề đó có đem lại ác nghiệp hay không? Hoặc hồi xưa con đã từng làm cái việc như vậy, thì việc đó có đem lại ác nghiệp hay không? Sư nói từ buổi đầu á, giống như một bệnh nhân đi vào gặp bác sĩ, cần phải khai bệnh thiệt, rồi đó bác sĩ mới biết, rồi chuẩn bệnh, bốc thuốc, uống, nó mau hết. Còn bệnh nhân mà đi vô gặp bác sĩ mà giấu bệnh, bác sĩ chữa hoài không hết. Khi chúng ta đi vào trong khóa thiền, thì chúng ta gặp vị thiền sư, việc chúng ta cần làm là chúng ta cần phải nhìn thấy hết vấn đề của mình và cho vị thiền sư biết vấn đề của con là bao nhiêu đây. Nó dẫn đến tình trạng hiện tại, đừng có giấu bệnh. Nhiều người ngại sợ giấu bệnh, rồi rốt cuộc giải quyết không được. Mình hành thiền mà tâm nó cứ bất an, cứ lăng xăng, cứ trảo hối. Cho nên việc gần gũi một vị thầy rành rẽ về giới luật giúp cho mình rất nhiều. Rồi cái thứ năm là chúng ta phải thân cận bạn lành. Thân cận bạn lành ở đây là những người bạn giữ gìn giới luật, ít nói chuyện, không có lăng xăng. Thì như vậy tâm của chúng ta mới tránh đi sự lăng xăng. Sư biết là quý vị vào đây cái tâm phàm vẫn còn nhiều lắm, nhưng cái vấn đề là mình không chịu giải quyết nó. Mình tự cho mình cái quyền là bây giờ tâm phàm tôi thì tôi cứ thả rong rồi không sao hết. Xin thưa, khi chúng ta không giữ cho tâm của mình được an ổn thì nó sẽ làm cho chúng ta có nhu cầu bất thị. Đó chính là nói nhiều, đó chính là phạm giới. Rồi khi chúng ta trở thành một con người như thế, chúng ta sẽ làm cho môi trường xung quanh cũng không an ổn. Quý vị có thấy, có đọc, có chịu đọc cái bản mà sư nhắc nhở thiền sinh không? Thà mình bất thiện một mình á, mình chui trong toilet một góc chỗ không ai biết. Chứ còn khi á, mà mình ngồi mình nói chuyện với những người khác,
mình làm cho hội chúng xung quanh bất ổn. Rồi chính những cái bất thiện đó nó làm cho mình bị trạo hối, mình hành thiền không yên. Sư nói hoài mà quý vị cứ nghĩ là tại sư khó, xin thưa không phải sư khó, mà sư biết chắc là quý vị làm như vậy sẽ khiến cho việc mình hành thiền không được yên ổn. Cho nên tại sao mà sư luôn kêu quý vị phải thu thúc các căn? Bởi vì khi đó mình sẽ trở thành bạn lành đối với người khác. Và khi chúng ta trong một hội chúng toàn là bạn lành á, việc hành thiền của chúng ta sẽ trở nên rất yên ổn. Ngày hôm nay là bữa cuối, quý vị để ý coi, một số vị sẽ kém tinh tấn hơn. Rồi từ đó đó, chúng ta hành thiền sẽ không tốt bằng những ngày trước. Cho nên việc gần gũi bạn lành rất quan trọng. Sư vẫn luôn trông đợi việc là chúng ta xây dựng được một hội chúng gồm nhiều người lành, để chúng ta không quấy rầy lẫn nhau. Và cái thứ sáu là nói và nghe những điều phù hợp. Có nghĩa là chúng ta khi nói thì nói những phương pháp giúp cho chúng ta buông bỏ, nói những phương pháp giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề. Nghe thì nghe những gì giúp cho chúng ta có thể buông bỏ, có thể hiểu rõ được vấn đề. Rồi từ đó đó, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của mình. Sau đó chúng ta không trạo hối nữa. Nhớ nha. Khi chúng ta vào đây á, sư bảo quý vị là hãy buông. Khi chúng ta buông á, thì đầu chúng ta mới nhẹ. Khi đầu chúng ta nhẹ thì chúng ta mới thực hành thiền được. Nhưng mà đó là kế sách tạm thời, bởi vì vấn đề vẫn còn nằm ở đó. Bây giờ á, là bữa cuối, thì quý vị có thể xem xét lại, bình tâm xem xét lại. Sau khi mình hành thiền, tâm mình yên tĩnh, thì hãy xem xét lại trong những vấn đề đó, vấn đề nào cần phải giải quyết thì mình lo mình giải quyết. Tại sao mình cứ suy nghĩ hoài trong đầu? Tại vì mình không giải quyết nó. Còn cái nào nó là vớ vẩn, nó có thể bỏ đi thì mình bỏ đi. Có những cái lo lắng bất an vốn dĩ không cần có mà mình cũng ôm nó trong lòng. Ví dụ như bây giờ mình ngồi ở đây mà mình lo không biết là nhà mình như thế nào, bà vợ mình như thế nào, đứa con mình như thế nào, nó có hữu ích hay không. Lo hay không lo nó cũng như vậy. Mà mình cứ lo là mình tâm bất an. Cho nên tại sao mà sư thu điện thoại trong khóa thiền? Để chúng ta không phải lo lắng chuyện ở ngoài. Mình lo lắng là tâm mình sẽ bất an. Cho nên chúng ta cần phải nói và nghe những gì phù hợp là như vậy đó. Còn pháp hoài nghi á, như sư nói rồi, thứ nhất là chúng ta hoài nghi về Tam Bảo. Mình không biết là Phật có phải là đấng giác ngộ hay không, Phật có thiệt hay không, hoặc là giáo pháp của Ngài có thực sự đi đến sự giải thoát hay không, rồi tăng đoàn có thực sự là có thánh tăng hay không. Đó là chúng ta hoài nghi về Tam Bảo. Hoặc chúng ta hoài nghi về phương pháp hành trì, không biết mình hành trì như thế này có đúng hay là không. Hoặc là mình hoài nghi về vị thầy của mình, không biết là vị thầy của mình hướng dẫn như vậy là có đúng hay là không. Mà khi chúng ta hoài nghi như vậy, nó sẽ dẫn đến việc là chúng ta thực hành không có kết quả. Có vị lên xin phép thiền, vị thầy dạy thiền cho về, vị thầy dạy thiền cho về ngay. Bởi vì vị thầy dạy thiền thấy người này hoài nghi phương pháp của mình.
Mà khi họ hoài nghi như vậy, họ không hành thiền được. Họ cần phải chiêm nghiệm, hoặc thậm chí họ về họ bỏ luôn. Mà những người khi lên hỏi, có những người lên xin về, thì vị thầy hướng dẫn sẽ hỏi là tại sao, có vấn đề gì hay không. Mà khi chúng ta giải quyết vấn đề đó rồi, chúng ta tiếp tục hành thiền đó được tốt hơn. Trong cái hoài nghi, có những cái hoài nghi mà chúng ta cần phải giải quyết. Ví dụ như hoài nghi về phương pháp hành trì, hoặc hoài nghi về vị thầy, thì chúng ta phải giải quyết. Hoặc là chúng ta hoài nghi là không biết đây là thiện hay là bất thiện, đây là nghiệp đen hay nghiệp trắng, thì chúng ta cần phải giải quyết. Ở đây thì chúng ta có sáu pháp đoạn trừ hoài nghi. Thứ nhất là chúng ta học nhiều hiểu rộng. Khi chúng ta học nhiều hiểu rộng thì chúng ta sẽ biết được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Từ đó mình không cần phải hoài nghi nữa. Sư nói quý vị gửi sư một đống những câu hỏi vấn đáp như thế này. Nếu như mà quý vị chịu khó học kinh tạng thì quý vị cũng có thể giải quyết đó cho riêng mình, chứ không cần phải học. Tại vì đầu óc con người của mình nó siêu lắm quý vị. Nó có khả năng phân tích, nó có khả năng tổng hợp, nó hơn một cái gọi là một cái máy móc rất là nhiều. Máy móc đôi khi nó không hiểu vấn đề, nó chỉ biết tổng hợp vấn đề thôi, chứ nó không hiểu được vấn đề đó. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các pháp siêu thế, nó không hiểu. Nhưng chúng ta có thể bằng năng lực tư duy, năng lực suy tư, chúng ta có thể giải quyết các câu hỏi của mình. Thí dụ như hỏi là bây giờ con làm như vậy đó thì con có phạm giới hay không? Cái đó chúng ta hoàn toàn có thể học trong kinh tạng và chúng ta biết. Hoặc là chúng ta hỏi là bây giờ khi con hành thiền, trạng thái tâm như vậy nó như thế nào? Thì trong thanh tịnh đạo có, trong chú giải của Kinh Tứ Niệm Xứ có. Sau khi quý vị đi về, sau khi kết thúc khóa thiền, sư sẽ đăng dần chú giải của bài Kinh Tứ Niệm Xứ để cho quý vị có thể xem. Nó có ba cái quyển mà bất kỳ một hành giả hành thiền nào cũng cần phải đọc qua. Một là bài Kinh Tứ Niệm Xứ kèm chú giải. Hai là Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga. Và thứ ba đó là Phân Tích Đạo Patisamphida Magga. Khi chúng ta đọc ba cái này đó thì chúng ta có thể yên tâm hành thiền. Còn không thì chúng ta sẽ hoài nghi, không biết ông thầy ông dạy có đúng hay không. Sư từng tham dự một khóa thiền theo truyền thống Hoa Úc. Ở đó có vị thiền sinh, bạn đó đi về chỉ bởi vì bạn đó hoài nghi vị thầy dạy không đúng. Do vị thầy không giải thích về việc tại sao mà không có thực hành các đặc tánh của hơi thở. Đó là bởi vì vị thiền sinh đó không biết được rằng việc hành thiền theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra đủ để vị ấy thực hành lên đến tứ thiền. Và chỉ khi nào đạt đến tứ thiền, vị ấy ra khỏi tứ thiền mới phân tích
các đặc tánh của hơi thở. Mà do vị ấy không đọc chú giải cho nên vị ấy hoài nghi, rồi từ việc hoài nghi vị ấy từ bỏ. Điều thứ hai và thứ ba thì cũng tương tự phóng vật trạo hối, đó là ham thích học hỏi. Thứ hai là ham thích học hỏi. Mình học hỏi đó, thì mình sẽ biết được cái gì đúng, cái gì sai. Thí dụ như quý vị gửi những cái phiếu vấn đáp như thế này là một cách để mình học hỏi. Học hỏi xem á, là cái vấn đề đó cần giải quyết như thế nào. Nhờ như vậy chúng ta phát triển được trí tuệ. Nhưng nhớ hỏi đúng người, hỏi đúng nơi. Chứ còn mà mình hỏi những cái người mà họ không biết gì cả thì họ cũng trả lời chất quốc. Rồi cái thứ ba đó là mình phải hiểu biết rành mạch trong giới luật. Để chi? Để mình biết cái này là có tội hay không có tội, mà cái này là tội nặng hay tội nhẹ. Có những vấn đề phải nói là của mấy ông sư với nhau. Nếu như sư có mấy ông sư ở đây thì sư sẽ nói. Còn quý vị thì sư chỉ nói trong vấn đề cư sĩ của quý vị thôi. Có những cái sư nói là mình có thể xí xóa được, nhưng có những cái mình phải nghiêm khắc. Chứ mình không phải là mình cứ cái gì mình cũng tứ đổ tường hết là không được. Ví dụ như trong cái việc uống rượu, nếu như chúng ta không rành về giới luật, chúng ta có thể nghĩ là thôi thì uống một ly cũng là uống, uống một chai cũng là uống. Rồi từ đó đó mình cứ uống, lỡ uống rồi thôi uống thoải mái luôn đi, rồi sám hối luôn thể. Hoặc là biết là thôi ngày mai đi pháp lễ sám hối rồi thì hôm nay thôi khỏi giữ giới, làm cho đã rồi mai lên sám hối luôn lần. Nhưng khi chúng ta biết rành rẽ về giới luật, chúng ta biết giới nó không phải chỉ tính đơn giản ở chỗ đức giới hay không đức giới, mà nó còn tính theo mức độ vi phạm. Ví dụ như mình uống một miếng là phạm một giới, uống hai miếng là phạm hai giới. Mình nuốt một lần là phạm một giới, nuốt hai lần là phạm một giới, nuốt một giọt là phạm một giới, mà nuốt hai giọt là phạm một giới. Chúng ta nghi hoặc, chúng ta không biết giải quyết như thế nào, thì khi chúng ta nghe những cái phần vấn đáp như vậy, dần dần những vấn đề của chúng ta được cởi mở hơn. Và khi nói thì cũng nói những gì giúp cho chúng ta giải quyết phần nghi hoặc. Như vậy đó, sư quay lại vấn đề. Khi chúng ta nghi ngờ không biết phương pháp vị thầy dạy có đúng hay là không, những lời vị thầy đó dạy có đúng hay là không, thì chúng ta phải mở kinh ra, mở luật ra để mà xem. Sư ngại nhất là cái kiểu cãi ngang ấy. Nói tôi thấy người khác làm vậy. Sư nhớ có một vị thầy Bắc Truyền bị sốt, thì có một bà Phật tử, một cô Phật tử của nói thầy trúng gió để con cạo gió cho. Đâu có được, đâu được cô. Cô không có cạo cho sư được, không có cạo cho thầy được. Cô nói có sao đâu, trời ơi, mấy thầy khác đè không cạo hoài. Thì cái vị thầy đó nói người ta sao là chuyện của người ta cô, chứ còn tôi không được. Cô cạo ở đây mở đầu tôi chạy chỗ khác. Mà theo giới luật á thì người nữ không được đụng vào người, không được đụng vào vị tỳ kheo. Tại vì cái vấn đề không phải nằm ở người nữ. Xin thưa quý vị, có đụng vô ông tỳ kheo thì quý vị cũng không có phạm một cái giới luật nào hết. Nhưng vị tỳ kheo đó nếu như không chánh niệm tỉnh giác thì vị ấy sẽ phạm tăng tạng,
mà phải đi sám hối với một hội chúng 20 vị tỷ kheo. Cho nên á, quý vị biết là ngay cả ngài Ba Úc á, khi ngài đi khám bệnh, ngài đi chữa bệnh, đi khi về để cho chắc chắn ngài vẫn sám hối tăng tàng dưới hội chúng. Nói như vậy để cho quý vị biết là có những trường hợp mà chúng ta cần phải nghiêm túc. Bởi vì có những giới hai ông sư sám hối với nhau đủ rồi, nhưng có những giới phải đòi hỏi một hội chúng tỷ kheo 20 vị, rồi vị đó phải cấm túc trong 7 ngày. Chuyện đó không đơn giản. Thì mình không nên lý luận là à, thôi con đè mấy ông thầy khác con chảo hoài, thầy làm gì thầy thấy ghê vậy. Nó khác. Còn chuyện người ta có giữ hay không là chuyện của người ta. Mình giữ hay không mới là quan trọng, là chuyện của mình. Chúng ta cần phải xiên mở kinh ra xem, đối chiếu. Tại vì nếu không á, người ta dạy cái trên trời dưới đất gì mình cũng nghe hết. Trong suốt khóa thiền, sư thấy một điều là sư chỉ việc dạy theo đúng như chú giải và kinh tạng thôi. Sư không cần phải chạy cái gì ra ngoài hết trơn á. Nó đem lại rất nhiều lợi lạc. Thì sư cứ băn khoăn tại sao nhiều tay cứ thích chế, chế đủ kiểu thiền hết trơn á. Bây giờ nào là thiền trà, thiền cà phê, thiền cắm hoa, thiền bơi, đủ thứ thiền hết trơn á trời. Mà thiên hạ vẫn chạy theo như vịt ấy. Trong khi đó chỉ cần mình làm đúng theo như trong kinh và chú giải thôi. Cho nên nếu như chúng ta không tỉnh táo thì có những cái chúng ta cần phải hoài nghi. Và do hoài nghi đó chúng ta cần phải giải quyết. Chứ không, sư không nói là quý vị không nên hoài nghi. Mà khi có hoài nghi chúng ta cần giải quyết cái hoài nghi đó. Ví dụ như chúng ta thấy ai đó nói trong khóa thiền này có thiền trà xem phim Tây Du Ký, thì mình phải xem lại coi trong kinh có hay không. Đó, đó là cái trách nhiệm với chính mình. Mình ăn là mình cẩn thận thì mình học đạo cũng phải cẩn thận. Thì khi đó đó chúng ta sẽ có thể diệt trừ được 5 triền cái. Còn cái hôn trầm thủy miên. Đối với hôn trầm thủy miên á, thì nó lại có một pháp nằm ở trong cái tâm sân. Đó chính là tiết độ trong ăn uống. Tức là mình bớt ăn đi, ăn chỉ còn 4 hoặc 5 vắt nữa là nghỉ. Hơn nữa chúng ta cần phải học lời dạy của Đức Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên để đối trị với hôn trầm thủy miên. Đó là gì? Khi ngồi thiền, hôn trầm thủy miên đến thì mở mắt ra, hướng tâm đến ánh sáng. Tức là ở đây mình nhìn về phía của ánh sáng đó. Rồi chúng ta có thể thay đổi oai nghi, xoa bóp cơ thể để cho tỉnh táo. Mà ngay cả như thế chúng ta vẫn chưa thoát khỏi hôn trầm thủy miên, thì chúng ta phải đứng dậy để đi thiền. Khi chúng ta đứng dậy đi thiền mà vẫn không thoát khỏi hôn trầm thủy miên, thì chúng ta biết là cơ thể cần nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ việc đi về chỗ nghỉ ngơi, nằm nghiêng về phía bên phải với chủ ý là ta sẽ thức dậy ngay bây giờ. Ví dụ như mình sẽ có chủ ý là ta sẽ thức dậy sau 10 phút nữa, ta sẽ nghỉ ngơi trong 10 phút, thì sau đó vị ấy sẽ thức dậy
và cơn hôn trầm thủy miên sẽ vượt qua. Nhớ, khi mà mình đi, ngay cả khi mình đi thiền á, mà mình cũng cắm đầu á, tức là không vượt qua nổi, thì khi đó mình cứ nghỉ ngơi 10, 15 phút. Đừng nghỉ hơn, bởi vì nghỉ hơn thì nó sẽ mệt mỏi người thêm. 10, 15 phút thôi, rồi sau đó mình tỉnh dậy, mình sẽ thoải mái. Thì nhờ như vậy đó, chúng ta có thể quan sát được các truyền cái. Và như vậy chúng ta sẽ biết cách hành trì, thấy cái truyền cái nào xuất hiện là chúng ta biết à, đây là hôn trầm truyền cái nè, đây là tham truyền cái nè, đây là sân truyền cái nè, đây là phóng dật truyền cái nè, đây là hoài nghi truyền cái nè, chúng ta biết. Rồi khi chúng ta quan sát về tứ đế, khi là pháp quán truyền cái, thì nó còn có một pháp quán về tứ đế. Đương nhiên cái pháp này nó dành cho người nhiều trí. Còn thông thường cái việc quán các cái pháp quán thì không phải ai họ cũng có thể thích hợp. Khi chúng ta quán về tứ đế thì chúng ta phải quán, khi đó chúng ta nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, chúng ta thấy rõ đây là khổ. Nhìn thấy cái khổ của nó, mọi thứ nó chỉ là cái khổ trực tiếp hoặc cái khổ gián tiếp. Khi chúng ta nhìn thấy khổ rồi đó, chúng ta mới thấy à, ái là nhân sanh khổ. Mà khi chúng ta thấy được cái ái là nhân sanh khổ rồi đó, chúng ta mới thấy là cần có sự chấm dứt khổ. Và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ là con đường thực hành tứ niệm xứ. Ví dụ như đây là pháp quán niệm xứ này. Khi chúng ta ăn một muỗng cơm, ăn thấy ngon, ngay lập tức chúng ta biết đây là khổ. Ăn cơm ngon mà biết đây là khổ. Tại sao ăn cơm ngon mà nó là khổ? Vì nó là nhân cho tham. Do có tham thích cho nên mới có đi đầu thai. Đi đầu thai là sẽ phải chịu cảnh già bệnh chết. Chỉ riêng việc ăn một muỗng cơm ngon thì vừa ăn cái muỗng cơm vào miệng biết liền đây là khổ. Do có thân này cho nên mình mới cần đồ ăn. Chính bởi vì như vậy mình mới thấy ăn ngon. Con dồi đó, nó ăn phân nó thấy là ngon. Con người nhìn vô ớn muốn chết, nhưng con dồi vì nó là con dồi cho nên nó mới thấy phân nó ngon. Vì mình là con người cho nên mình mới thấy đồ ăn này là ngon. Cho nên khi mình ăn vào là ngay lập tức mình biết đây là khổ. Khổ đầy ra đó đó. Người có trí họ sẽ thấy liền cái khổ. Còn người trí hơi kém họ sẽ không thấy. Họ chỉ nghĩ là à, tôi ăn đồ ăn dở nó mới là khổ. Không, tôi ăn đồ ăn ngon nó đã là khổ rồi. Khổ thứ nhất là chính cái ngon này nè, là nhân đưa đến tham ái, mà tham ái đưa đến đầu thai, đầu thai đưa đến già bệnh chết. Cho nên cái ăn này, cái ngon này nó là khổ. Vừa ăn một cái thấy khổ liền. Cái thứ hai, do có thân này cho nên mới có nhu cầu ăn. Mình là con người mình mới thấy đồ ăn này nó ngon. Y như con heo thấy cám là ngon, y như con dồi thấy phân là ngon, không khác gì hết. Do vô minh mình không thấy được cái đó. Đó là vô minh. Vô minh trong khổ đế là mình không thấy được đây là khổ. Thì đó là vô minh trong khổ đế.
Bất tri trong khổ đấy đó, nó chính là vô minh. Vừa ăn một miếng biết đây là khổ liền, rồi sau đó biết ngay tiếp theo nữa nhân sanh khổ ở đâu, đâu là nguyên nhân sanh khổ, ai là nhân sanh khổ. Mình không thích thì làm sao mình ăn nó thấy ngon? Rõ ràng có tham ái trong đó, thấy rõ ái là nhân sanh khổ. Do có ái cho nên chúng ta ăn mới thấy ngon, mà chính cái đó đưa đi đầu thai. Như vậy đó, chúng ta thấy ngay là cần phải chấm dứt cái ái này. Ái trong món ăn, cái dục ái đó cần phải được chấm dứt. Giống như con dồi mà muốn thôi ăn phân, nó phải chấm dứt cái dục ái đối với phân. Thì con người muốn đi lên thì phải chấm dứt dục ái. Mình mới thấy rõ cái dục ái nó kinh khủng cỡ nào. Đó là nhân sanh khổ, và sự cần thiết phải chấm dứt khổ. Niết bàn là gì? Ái diệt là niết bàn. Và con đường nào để duy trì, con đường nào để thoát khỏi cái khổ, chính là sự duy trì việc nhận thức ấy, duy trì liên tục sự nhận thức ấy. Vô minh là bất tri trong bốn đế. Bất tri trong, tức là vô minh trong khổ đế, là mình không thấy được cái khổ. Đó chính là vô minh trong khổ đế. Vô minh trong tập đế là mình không thấy được cái nhân sanh khổ. Đó là vô minh trong tập đế. Vô minh trong diệt đế là mình không ý thức được ái diệt là niết bàn. Đó là vô minh trong tập đế. Vô minh trong đạo đế là mình không thấy được sự ý thức những cái vừa rồi đó, và thực hành con đường đưa đến sự thoát khổ. Mình không thấy được cái đó, thì đó là vô minh trong đạo đế. Thành ra đó, vô minh là bất tri trong bốn đế. Xưa giờ chúng ta còn mơ hồ ý nghĩa của cái chữ vô minh, thì đó, vô minh là bất tri trong bốn đế. Hết vô minh là chúng ta hiểu được bốn đế, thì khi đó hết vô minh. Như vậy á, khi chúng ta ăn, chúng ta cần làm gì? Ăn vào, ăn một miếng, nhận thức được khổ, liên tục duy trì sự nhận thức đó. Cái trí của mình nó liên tục, nó chạy, trí liên tục chạy khổ này, đưa đến luân hồi này, đưa đến già bệnh chết này, dẫn đến tham ái này. Liên tục duy trì sự nhận thức đó. Mà do đâu mình ăn? Do có tấm thân này. Do đâu có tấm thân này? Do mình có sự đầu thai. Do đâu có sự đầu thai? Do đời trước làm các nghiệp thiện ác. Do đâu đời trước làm các nghiệp thiện ác? Do vô minh trong bốn đế. Mình liên tục duy trì sự nhận thức đó trong khi ăn, thì đó quán pháp kinh pháp, là mình thấy rõ bốn đế trong đó. Khi đang ăn mình thấy được bốn đế trong đó, là mình đang quán pháp trên pháp. Cái pháp ở đây chính là bốn đế. Điều này á, phù hợp với hành giả ưa thích trí tuệ. Còn nếu không thì chúng ta chỉ phân tích thông thường, phân tích thân, thọ, tâm vẫn được. Cho nên khi sư hướng dẫn quý vị về bốn niệm xứ, là để cho quý vị có đầy đủ các công cụ để khi về đó mình gặp cái nào phù hợp với mình thì mình xài cái đó. Thông thường đối với đời sống cư sĩ thì thân quán niệm xứ về 32 thể trược thích hợp khi tham dục
xuất hiện. Còn trong nhiều trường hợp thì thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ phù hợp với rất nhiều người. Đặc biệt là trong đời sống tại gia, mình cứ đụng đâu là mình liên tục ghi nhận cái đó. Đặc biệt là tâm quán niệm xứ, tham biết ngay lập tức, sân biết ngay lập tức. Bây giờ quý vị về đời thì ráng nỗ lực duy trì. Về đời nó sẽ bị sốc nhẹ đó, do mình ở thấy ở đây nó yên tĩnh quá, nó thanh tịnh quá, về đời nó ô nhiễm quá. Thì sư sẽ suy xét về việc là chúng ta sẽ có những cái khóa ngắn, những cái buổi ngắn để cho quý vị có thể vào, sư tạm gọi là sạc pin đó. Tức là về đời á, nó bất tỉnh quá, năng lượng mình hao hết rồi, thì mình cần một nơi để mình vào rồi mình sạc pin trở lại. Thì sắp tới sư sẽ suy tư, thí dụ như là chúng ta có một cái khóa tu ngắn ngày thứ bảy chủ nhật chẳng hạn như vậy, để cho quý vị có chỗ vào để sạc pin. Chứ còn thả rong quý vị á, nói nó hơi kỳ, chứ thả rong quý vị rồi quý vị chạy đi, những sư không có sợ, sư nói thiệt, sư không sợ mất Phật tử nghe. Nếu như quý vị tìm được một vị thầy là giỏi hơn sư, dạy đúng chánh pháp, sư rất hoan hỷ. Thậm chí sư xin thưa, sư sẵn sàng chia sẻ cái chỗ ngồi này cho người khác nếu họ dạy đúng chánh pháp. Mấy ông sư bạn của sư là sư có lớp, sư chia cho các vị đó để các vị đó dạy, sư không sợ mất Phật tử. Nó ví von một tí xíu, bà mẹ hoặc ông cha không sợ mất con, mà chỉ sợ gả con cho phường bất xứng thôi. Tức là nó gả cho cái gia đình nào đó mà nó yên bề gia thất, là người mẹ người cha là thành công. Được rồi, mày cứ đi đi, mày đi cho khuất mắt tao, không sao hết trơn á. Nhưng mà gả cho phường bất xứng á, lòng không có yên, y chang vậy đó. Sư mà sư thấy quý vị mà đi tham dự khóa thiền, mà những cái khóa mà nó ổn á, tu theo đúng chánh pháp, sư hoan hỷ lắm, mừng. Mà thấy quý vị lỡ tu theo mấy cái phương pháp mà trời ơi đức hỡi á, sư xót. Thành ra là sư mong là sắp tới có điều kiện thì mình sẽ có thể có những cái khóa ngắn ngày thứ bảy chủ nhật, để quý vị vào có chỗ sạc pin, và để tránh cái chuyện mình đi những cái chỗ mà nó tào lao thì phải nói là khổ cho quý vị lắm. Chứ còn sư thì bận muốn chết luôn, sư đâu có cần phải giữ quý vị làm chi. Rồi xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá.